Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, mây nhiều hơn, nắng không còn mạnh đang là những dấu hiệu về sự thay đổi thời tiết ở miền Bắc khi khối không khí lạnh đã áp sát biên giới phía Bắc của nước ta. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng xuống nước ta, nhưng do đã là cuối mùa nên cường độ của khối không khí lạnh không mạnh. Nó chủ yếu gây ra tình trạng mây nhiều ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, cục bộ có nơi có mưa dông ở khu vực vùng núi. Còn nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ giảm đi từ 3 đến 4 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay giảm còn từ 27 đến 29 độ. Đối với các tỉnh thành phố ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Nhiệt độ ngày duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Riêng tại khu vực các điểm như Mường Tè, Mường Lay và cả Mường La vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 35 đến 36 độ. Ngày hôm nay, không khí lạnh chưa tác động đến miền Trung, nhưng nó làm cho thấp nóng phía Tây yếu đi, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Trung Bộ đồng loạt giảm. Rõ nhất là ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và cả Hà Tĩnh, nhiệt độ ngày hôm nay giảm xuống còn từ 31 đến 34 độ. Nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ ở khu vực vùng núi phía Tây. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn còn xảy ra nắng nóng nhưng mức nhiệt cũng hạ xuống, còn từ 35 đến 36 độ, vùng núi có nơi cao hơn. Khu vực Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ ngày hôm nay vẫn giữ nguyên ở mức 32 đến 34 độ. Lưu ý là chiều tối và đêm nay, ảnh hưởng phía trước của không khí lạnh nên ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thậm chí là xuống tới cả Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra mưa dông. Trên nền nhiệt ngày cao có khả năng kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay sẽ có nắng từ sáng cho đến chiều với cường độ nắng mạnh về trưa và chiều nên nhiệt độ ngày cao. Trong đó, nắng nóng diện rộng vẫn xảy ra ở các tỉnh miền Đông của Nam Bộ với mức nhiệt cao 36 đến 37 độ. Còn ở Tây Nguyên cũng như là miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 35 độ, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ trong ngày hôm nay, gió sẽ đổi hướng Đông Bắc, chiều và tối nay thì mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, kèm theo đó là mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, hôm nay gió vẫn duy trì hướng Nam đến Đông Nam, nhưng cường độ giảm còn ở mức cấp 3 đến cấp 4. Đối với khu vực giữa và Nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, chỉ có gió yếu, sóng thấp, biển không động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.